ngoài đúng không? Ờ đúng rồi. Anh đang quá Vị là đẹp, phải đó model đó. nữa, gòn đấy. Dạ, dắt dắt kẹo lấy nè, kẹo tôi vừa lấy nè luôn Kẹo nè. tôi giờ lên nó mới đâu nhỏ nhỏ đấy, bắt đầu Đó ăn là lên nó. này, anh kẹo ngược cho anh lấy. Còn loài mà hành vườn chứa nữa, chứa văn đó lên bố nữa. Mình đi có là thử rồi. Thế nó ra vừa con ra lên đây nè. Dạ. Thầy đi xe về chiều đi chứ. Dạ. Nó ngồi đó bắt đầu rồi. Nhỏ tạp cho con đi. Dạ. Có này đường này. Nhỏ quả ra tạp đi. Thế này quay đi. Dạ. Giờ cái con bịt đấy đó, con ấy là con coi ngoài chứ coi ngoài. Đấy. Dạ. Có à. Còn lại lán đang ngoài đó. Ủa. Đồ múa ra Con đấy đỏ có nó trong. chạp cái kia đấy con. Dạ. Chạp. Mua ra đấy có bắt đầu việc không nó có. Dạ, con là ra đây việc cháu. Vàng trong đây vô đấy để bùi vàng đó còn đây lấu cái quả lấu cái dây dài con bờ đi chứ con bờ mà dạ con rập đi cây ba một một rập rập đi rồi dạ là chăm rất tuyệt rồi con phải nhà luôn ngày nữa nè.
có chút tiền thì mày ngón này quấy có đẹp được chứ mày nghĩ quấy được quấy chút tiền xong không có chút tiền là được không điều chỉnh được nó cứ đối với trình việc mình lấy cái khoản thì một cái nhá hả cũng quảng cáo sẽ chứ nữa cái mô nó quan cỡ mô nó hái rồi lắm nắm YouTube nó đủ quảng cáo đi dạ 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 như vậy là lên gặp đỡ cho con thầy kêu. Một là cái câu chưa thấy rồi đi qua đây là cái cuối nơi đó. Có muốn bọn thấy đó chứ? Đi đi thấy đâu đi nữa thì đi. Cái câu thôi chứ có câu à? Nói chuyện ngay xuống câu đi đoàn quê. Đi quê rồi chứ? Một là đi trên lù lờ mà hai đi quê cát luôn đó. Lên cho cấp ba đi ra. Đi mua về mua đâu mà đi mua về mua giờ đó là giờ thật là có hiện tượng như vậy được không được. Nó buồn ngủ cả. Buồn tám tám rồi. Dạ. Bồn mới, bồn đám, bồn bột rồi. Thank you.
đầu 4 hắn hợp với 4 4 4 1 để đến được được phải chậm lên mới thử được ạ. Chậm nó đến nguồn đấy. Nó gọi là có tổ chứ. Giờ kia nó thích dậy cho nên nó nha. Rồi rồi. Tổ cũng phải nghĩ anh hư hồ của cánh nguồn nó nở cái con đó nè. Rồi bố cánh bộ anh có được không? Cái này là con cái cô ấy con. Để nó ca cả con cái bộ. Nó mối thịt dậy. Cái năng hàng nguồn hàng lơ rỉ đó. Cho thật lạc được chứ. Vẫn còn có được cái là khổ cầm bộ cặp anh nhé là cái con cặp 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 là cái con chúng cái đồ tí thì có thì coi là nó rồi có khả năng được đó có đồ nữa nó phải có chưa cái đồ đấy này có thì có tí không coi nó coi nó rất rửa anh cho anh bị án đấy bình thường là bị án đấy anh thưa bố đồ đó là bố cái gì bình chạy sài gòn là nó thuộc về từ ngoài thành chứ ngoài trung tâm
không là gì mà ăn ở đấy khổ. Ừ, anh nó một bướn nó đóng lại làm án. Để cho điện tử đây nha, thêm điện lạnh nữa. Anh nhớ anh để xem cái. À. Nó thật sự nó nhờ rồi. Tỉnh ra, anh phủ. Cái nhà là mân lại cái chi tiêu này cho đóng rồi mân nó nhiều nên cái chi tiêu này đắt đỏ. Đấy mấy người đắt. Đắt là đắt. Đấy mấy đắt hết đóng rồi. Đắt là cái ăn uống nhưng mà cái là mày mất tiền ở cái nhiệt cũng nhiều trong này cái này ở điện là nhiều trong này con này hơi nhiều nhiều quá nhiều cái gì đó là anh nói rẻ hơn rẻ thật cỡ mà 15-17 nghìn nọ thật cỡ rồi nhưng mà nhà mang lại 25-30 mà tôi trả 40 nghìn thật kéo rồi nữa là anh ấy đặt ở ngoài bình này làm tiền ra ít mà anh ấy đặt rồi đặt ở ngoài bình cũng khổ bắt chậu nó bắt thở nó 35 nghìn 4 châu còn ngoài rồi không làm làm gì cổ nó không làm đấy anh nó vừa rồi không làm đấy đấy mấy người bắt chậu bảo mấy người bắt thở bảo mấy nghìn là những bộ mà ít một vai của nó đã ăn ra gì rửa được đó, tiêu này.